miếng đất này nó nằm ở mặt tiền đường 835. Ở đây đi tới phía trước khoảng 500 m là tới ngã tư xe đôi đó. Chỗ ở trước này. Đó khu vực đó là ngã tư xe đôi. Mình chạy thẳng hoài luôn, mình chạy về chợ Gò Đen nha. Còn dạt qua bên cây trái này mình đi về chợ Rạch Kiến khoảng 2 cây số. Còn mình nếu mình tới ngã tư đó mình dạt qua bên phải là đi tới chợ Bình Chánh khoảng 9 cây nha bà con. Đất của mình là bề ngang mặt tiền được 5 m nha. Mặt tiền 5 m đó. Đó, bỏ đó cái cột điện này là miếng đất của mình. Cặp bên cái nhà trọ này nha. Nhà trọ gì đó mà nó mờ quá. Đất của mình có diện tích gần 300 m thổ cư nha, gần 300 m. Chủ đang báo là chắc giá luôn là 4 tỷ rưỡi nha, 4 tỷ rưỡi bên mua. Bên mua chỉ chung 4 tỷ rưỡi thôi là cầm giấy tờ về nha. Bao giấy tờ, bao sổ sách luôn, bao hết luôn. Chỉ có 4 tỷ rưỡi thôi. Để quy ra một gần 15 triệu một mét vuông. Mặt tiền đường này nè thì bà con mình cái lộ giới từ tiêm đi vô là 10 m nha. Mình phải thục từ miếng đất mình phải bị cắt mất khoảng 15 m. Cắt khoảng 15 m đầu là mình không được xây dựng nha, mình chỉ được làm sân thôi. 15 m đầu mình chỉ để làm sân để mình bán quán thôi, còn xây kiên cố 1-2 lầu 3-4 lầu á là khúc sau nha. Chứ 15 m đầu là không được xây dựng kiên cố. Lát Văn Thanh chạy tới ngã tư cho bà con mình coi ha. Bà con mình lưu số của Văn Thanh đi. 078-66-68-368. Đất mình nằm ở hướng nam nha bà con, hướng nam. Đây từ trong ra ngoài là nó hướng nam. Bây giờ Văn Thanh chạy chạy cho bà con mình tham khảo nha. Đối diện shop Mỹ Hạnh nè. Đối diện gà nồi Nam Long nè. Đây để Văn Thanh coi cho bà con mình coi luôn. Cặp bên nhà trọ Hạnh Phúc nha bà con. Đường này bà con cứ chạy thẳng hoài là đi về quốc lộ 50, đi về Cần Giuộc á. Còn đường này thì mình đi về chợ Gò Đen, đi về chợ Bình Chánh. Bây giờ Văn Thanh chạy ra ngã tư ha, rồi quẹo lên hướng chợ Bình Chánh cho bà con mình tham khảo nha. Mình đang đi trên 835 địa phận huyện Cần Giuộc nha. Đi đang đi huyện Cần Giuộc, mình chạy có mấy bước nữa thôi, cái chừng 500 m nữa thôi là đi tới địa phận huyện Cần Đước. Đó là ngã tư xe đôi nha. Ở đây gần ngã tư xe đôi. Cách ngã tư xe đôi khoảng độ 500 m thôi. Khu vực này thì buôn bán xôm tụ lắm bà con. Xung quanh đây là hai bên là buôn bán hết. Xí nghiệp. Cái công đây, đối diện đây là công ty Mai Hữu Nghị ha. Xí nghiệp nhà Mai 7. Cái công ty Mai Hữu Nghị. Hai bên thì vừa buôn bán tấp nập. Văn Thanh chạy 500 m đi tới ngã tư xe đôi cho bà con mình tham quan cái địa thế, rồi bà con nào chịu khó thì theo cái clip này mình về đây nha bà con. Nếu mà đi từ quốc lộ 1A, quốc lộ 1A là cái cổng chào mà xã Phước Lợi đó của huyện Bến Lức đó. Đó là xã Phước Lợi huyện Bến Lức. Có cổng chào quốc lộ 1A nó để là 835. Cột mốc để 835 là nó để là đi Cần Giuộc đó. Bà con cứ chạy theo cái đường 835 1A đưa vô tao vô 835 ha. Chạy vô 835 chạy thẳng hoài một lèo lên đây khoảng độ từ quốc lộ 1A lên đây khoảng độ 8 cây số. Lên đúng 8 cây số là qua cái ngã tư xe đôi luôn á. Qua ngã tư xe đôi là bên tay trái mình thấy có cái nhà nghỉ Hữu Nghị, là miếng đất nó kế bên luôn nha. Bà con nhanh thủ mua nhanh đi chứ không thôi cái nhà nghỉ nó ra nó dành nó mua cái là tiêu luôn. 4 tỷ rưỡi đó, 4 tỷ rưỡi là chắc giá luôn thì người ta bao giấy tờ nha bà con. Đây mình sắp tới địa phận ngã tư xe đôi rồi. Đây là địa phận của huyện Cần Đước rồi nha. Đây là ấp xe đôi. Ấp xe đôi. Xã Long Trạch. Mình đang ở ấp xe đôi xã Long Trạch huyện Cần Đước nha. Đó mình dạt qua bên tay trái này là mình đi về chợ Rạch Kiến, đi về chợ Cần Đước nha. Đó bên trái. Bên phải chạy thẳng hoài là bà con mình về chợ Gò Đen ha. Còn mình quẹo qua bên phải này mình đi về chợ Bình Chánh ở đây nha. Ta đi về chợ Bình Chánh. Hướng này là mình về chợ Cầu Tràm, khu công nghiệp Cầu Tràm, mình về chợ Bình Chánh luôn á. Đường này là đường tỉnh lộ 826 nha. Rồi, đó Văn Thanh giới thiệu sơ bộ rồi nha.
Bây giờ bà con mình có nhu cầu alo cho Văn Thanh. Miếng đất này Văn Thanh báo lại nha, tổng thể mặt tiền được 5 mét, nó nằm ở hướng nam. Tổng thể nó là 294 mét vuông, đất thổ cư, đất ở nông thôn nha, nó thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.